Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phục hồi giải quyết đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hằng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 190/01, quyết định khởi tố bị can 350 vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Sáng nay, 27 tháng 3, ca sĩ Vy Oanh và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo bảo vệ quyền lợi cho nữ ca sĩ đã lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để nhận các thông báo liên quan. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh tố giác tội phạm với nội dung tố cáo Nguyễn Phương Hằng lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức livestream phát trực tiếp để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục nữ ca sĩ cũng như lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích. Trong đơn tố cáo, cô cho rằng từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 9 tháng 10 năm 2021, trong các buổi livestream, bà Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như làm bé, giật chồng, đẻ thuê. Quá trình xử lý, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn. Đồng thời, vụ việc sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đến chiều ngày 24 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 25 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh với bà Nguyễn Phương Hằng.